Xin mời các bạn đến với kèo hẹn nha các bạn. Đây là Huy Võ đến từ Sóc Trăng, một công chấp hai công Minh Vui và bộ đội nha các bạn. Còn đứng kế Lâm là kênh volleyball Hoàng Di Volleyball. Cọp cò sò luôn các bạn ơi, quá ghê các bạn ơi. Phụ cho Huy Võ là Nhân Đầu Vàng và Lâm Hưng. 1-0 ở không công. Minh Vui Nhân Đầu Vàng quá hay, pha bóng tối rồi. Một pha xử lý không được tốt của Lâm Hưng. Huy Võ 1-0 nghe về bộ đội. Ở bên kia thì có Minh Vui và bộ đội 2-0 các bạn, và Thanh Hoài phụ các bạn. Bạc quá hạ rồi các bạn ơi. Đạt ơi, anh một cây sao? Và đây là tại vấn đề gọi sợi bạn, kèo hạng nha các bạn. Bộ Huy Võ và chấp bộ đội và Minh Vui. Đây là cũng có điều này muốn nói cùng các bạn đây. Hiện tại Đại Lâm, kênh Đại Lâm Mua Rồi đã đạt được 100.000 sub các bạn. Đấy là cũng có do một phần của Đại Lâm, và 9 phần còn lại là tất cả của các bạn và mọi người hâm mộ trên tất cả các nước luôn ủng hộ cho Lâm tới giờ phút này. Đại Lâm xin một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Rất mong mọi người luôn sức khỏe, ăn lành, may mắn trong cuộc sống nha. Ok man, thank you mọi người rất nhiều. Hiện tại bây giờ Đại Lâm cũng đang rất nóng lòng muốn tìm tòi cho các bạn xem về tài súng và về sân Chicken Chopper sắp tới sẽ như thế nào. Các bạn hãy chờ xem Đại Lâm có thể làm điều gì cho các bạn được nhé. Đại Lâm cũng thật sự rất nóng lòng về điều này, về Chicken Chopper và tài súng hiện tại các bạn ạ. Đang vô hàng quá trời các bạn ơi. Đừng đây, đừng nói sầm sầm, đang quay. 1-0 nghe giờ cho bộ đội, giờ Minh Vui. Đang rất nóng rồi các bạn ơi, thánh địa gòi sòi rất nóng. Lại là Minh Vui. Minh Vui có một cú phát bóng bằng điểm trực tiếp. Góc chéo của Lâm Hưng luôn các bạn ơi. Minh Vui quá ghê gớm. Hai không. Lại là Minh Vui phát bóng tự xa tại năm lát. 1-2. Huy Võ vừa tự sát tại năm lát. 3-1. Hả? Một pha xử lý quá tuyệt vời cho Huy Võ. 2-3. Đây thải phải nói là bộ ba rất ghê gớm và đáng gờm các bạn. Huy Võ, Nhân Đầu Vàng và Lâm Hưng. Bộ đội. Một pha bỏ lỗ quá khó chịu của bộ đội. Nhân Đầu Vàng bò lê bò lết luôn các bạn à. 4-2. Bộ đội mà sung lên thứ gì chịu nổi các bạn. 3-4. Lại là một quả liên tiếp lỗ số 2 của Huy Võ. 3-4. Bay buôn.
lại là Huy Võ phát bóng tự sát tại Nam Lạc 5-3. Thiếu rồi. Một pha chắn bóng quá hay của bộ đội. 6-3 nghiêng về cho Minh Vui và bộ đội. Bộ đội đang sung lên các bạn ơi, thứ gì chịu nổi. Trời trời xem chết rồi. Một pha phát bóng ngoài của Minh Vui. 4-6. Quá đẹp. Xử lý lan hết và không cho xử lý bộ đập vỗ hoài. Không biết ai nhập bộ đội các bạn ơi. Anh ấy chắn bóng. Thật sự mà nói nha các bạn, bộ đội là một trong những tay chắn bóng dở nhất của Gò Sòi. Mà nãy giờ chắn Huy Võ hai trái liên tiếp, không hiểu điều gì xảy ra. Thật sự mà nói luôn các bạn à, bộ đội thường ngày tại sân Gò Sòi không biết chắn cái tay bóng là như thế nào. Mày bốn. Bộ đội sung lên thứ gì chị nói. Bộ đội cho tránh đường nữa hay không? Bóng chậm tay chân ra ngoài. 5-7. Một quả đầy quy lực của Huy Võ, chạm tay trắng bộ đội bay ra ngoài. 5-7. Mấy cái bành nó còn xử lý nhẹ nhàng ăn rồi gõ gõ là gì đi cái bộ. Hỏi cộp. Quá tốt. Lại là bộ đội làm gì đây? Bộ đội sung lên thứ gì chịu nổi các bạn à? Không thể hiểu điều gì đã xảy ra với bộ đội nha. Đừng đùa giỡn với bộ đội. 8-5 đội sân. Đội sân lại về cái góc quen thuộc của Minh Du rồi. Góc sở trường của Minh Du. Sân nhà đang chính đó. Và hiện nay trong sân banh này có hai cầu thủ đang cò kè với nhau hôm nay. Đó là giữa Thanh Hòa và Huy Võ đang hẹn nhau đôi công phát trắng hôm nay 3-3 và 4-4. Hôm nay tại sân này gặp nhau có thể chiến đấu luôn hay không, các bạn hãy chờ xem nha. Các bạn thấy Thanh Hoài cái đít và cái bụng quá đẹp các bạn ơi, tròn quá. 8-5. Trời ơi. Một gì nhóc nhỏ ngoại hả, băng có Ngọc với thằng Thái này kia mà đi. Thái Diêu hả? Thái Diêu ngồi hả? 6-8. Quá tuyệt vời. Một pha bắt bóng một không được tốt của bộ đội. Và một pha truyền hai không thật sự tốt của Thăng Hoài. Minh Vui bổ bóng bay ra ngoài. 7-8. Hết đi. Minh Vui quá tự tin, quá tự tin cho pha bóng vừa rồi của mình. 9-7. Trận đấu đang rất kịch tính nóng bỏng các bạn ơi. Một pha phát bóng xém xém của Minh Vui giật mình cái không đùa các bạn. 8-9.
quá hay, trời Minh vui ơi. Né hết rồi, cứ né hết rồi đây luôn, xin lần ra ngoài đâu bà nội. Một pha ăn điểm trực tiếp của Huy Bọ. Chín triệu. Chào rồi. Một quả truyền hai quá tự tin của Thanh Hoài cho Minh Vui. Quy Võ một quả chân bóng tốt. Mời chín. Quy Võ đang vượt qua lại các bạn ơi. Trời ơi, mày tự tin Minh Vui quá đi mà mày ép cô đội không. Cô đội đang sung chứ gì chưa nổi mà. Một trò. Bộ đội. Không biết điều gì đang xảy ra. Quy Võ đi cơ năm luôn các bạn ơi. Mười một chín đang nghiêng về cho Huy Võ sắp chăng. Một pha đầy uy lực của bộ đội. Đập đập mui. Quá tốt cho mình vui các bạn ơi. Lại một pha phát bóng. Anh đi trực tiếp luôn. Lại là Minh Vui. Minh Vui giờ có một quả phát bóng quá ghê. Làm hơn gói cơm. Đập môi, đập môi. Đập môi, đập môi. Huy Võ vừa có một quả đầy quy lực lọt tới trắng bộ đội. Thôi rồi. Về quá về lại biết nào ăn ai. Thôi rồi. Đập mi đập môi. Huy Võ vừa có một quả phá bóng từ xa tại đám nát. Đập mi đập mi. Một pha đầy quy lực của Huy Võ. Thanh Hoài không thể làm điều gì hơn. Đập phay đập bi. Bộ đội. Một pha đầy tự tin, đầy quy lực của bộ đội. Đập phay đập phay. Okay. Đập phay đập phay. Rồi
một pha đầy quy lực rất mạnh của quý vợ. Đập bôn đập phay. Rất đáng tiếc pha bóng đầy quy lực của bộ đội, bóng bay ra ngoài. 15-13. Thật sự xe banh này quá đáng tiếc cho bộ đội và Minh Vui các bạn. Một quả đường y găm thẳng của bộ đội, quá ghê gớm. 14-15. Quá tốt rồi, các bạn ơi. Chơi bên trường 15 đều. Lại là Minh Bùi. Minh Bùi phát bóng. Lâm Hưng bò lê bò lết các bạn ơi. Quá ghê gớm cho Minh Bùi. Hôm nay có thể ghi tên Minh Bùi hay không? Minh Bùi lại, Minh Bùi lại. Ba ơi cứu con. 15 đều qua bên đây. Nín thở và nghẹt thở các bạn. Xin chúc mừng quý vợ. Một quả cuối cùng đầy quy lực. Thanh Hoài thủ bóng bay qua bên kia thua các bạn. Tỷ số 16-15 nghiêng về cho quý vợ. Thật sự đây là một cái kèo hạng rất kịch tính hấp dẫn các bạn ơi. Quá ghê, quá ghê. Thật sự quá ghê, quá ghê. Xin chúc mừng. 15-16 nghiêng về cho Phi Võ. Các bạn nhớ thấy sẽ đấu rất hay, nhớ xe và le và xe. Ok men. Cảm ơn các bạn đã nhìn nha. Chúc mừng ông chịu bác sĩ là Đại Lâm vua rồi. Thì ta bây giờ đang có 5-6 cái YouTuber luôn các bạn ơi. Hello tất cả các bạn. Thì là YouTuber bóng chuyền phong thủy các bạn. Quá ghê. Tướng ta quá gớm. Cơ bắp cuồn cuộn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.